Audio Jungle. Bà con, thì clip hôm nay mình nói bà con về cái vấn đề mà bơ búp nó ra hoa chứ và kèm theo đọt non. Thì đây là vườn của anh Quý ở huyện Cà Rông Bắc. Thì đây là vườn bơ của anh, thì được 5 năm tuổi rồi, thì anh có cũng tầm gần 100 gốc bơ. Thì qua như chia sẻ của anh á, thì năm vừa rồi anh mắc sản lượng rất là nhiều. Thì hôm nay bên trái cây Thơm Bù Lách có qua vườn của anh và quay lại và hướng dẫn cho anh những cái vấn đề quan trọng của cái bơ búp. Thì theo chị á, thì cái hướng cái ngọn nào ra chị ngắt hết. Thì cái này là mình khuyên và sẽ giải thích cho bà con là những cái này là bà con ngắt là sai nha chưa. Cái này là sai, không nên ngắt. Thì đối với những vườn bơ chúng ta chăm sóc bình thường á, lá còn xanh á, thì cái tình trạng mà phát đọt non này sẽ rất là ít. Và cái thứ hai nữa là năm nay do thời tiết nó cũng bất lợi, một số cây bơ chúng ta phát đọt như này rất là nhiều do đợt sương muối của ngày 3 Tết và một đợt mưa phùn. Thì mình giải thích là cái vấn đề phát đọt non này sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu đến cái hoa của chúng ta. Thì cái hoa này rất là nhiều cái lợi thế khi mà có cái đọt non này. Thứ nhất á, thì khi mà đậu trái á, thì chúng ta cần phải có lá để quang hợp thì mới tăng tỷ lệ giữ trái. Thì bà con chúng ta lâu nay vẫn cứ phân khoăn á, là nó sẽ cạnh dinh dưỡng. Thì nếu cạnh dinh dưỡng đó là khi bà con không phun thuốc, còn ở đây bà con đã sử dụng thuốc nano canxi và chúng ta phun một số chế phẩm khác, thì nó sẽ cung cấp dinh dưỡng qua lá. Thì qua cung cấp dinh dưỡng qua lá thì lá sẽ hấp thụ quang hợp và sẽ nuôi vào cái hoa chúng ta, thì giúp cho cái quá trình chúng ta là phân hóa hoa xả nhị, dinh dưỡng nó tập trung vào á, thì tỷ lệ đậu rất là cao. Còn nếu như bà con không điều tiết phân bón lá qua lá thì khiến cho cái sự cạnh tranh dưỡng rất là nhiều, mà trong khi đó là bà con luôn giữ ẩm cho mình ở dưới nước từ lúc nậu cho đến lúc mà phân hóa hoa xả nhị. Đó mình nhắc lại nha, luôn luôn giữ ẩm, độ ẩm 60-70% từ lúc phân hóa hoa đến lúc xả nhị. Thì đây là toàn bộ cái vườn mình quay bà con xem, thì có những cây nó phát đọt non và có những cây không phát đọt non. Thì vấn đề chính mình vẫn nói là cái đọt non này, đầu tiên mình nói về những cái yếu tố quan trọng của cái đọt non này. Thứ nhất á, là cần đầu trái thì chúng ta phải có lá để tạo quang hợp thì mới tăng khả năng giữ trái. Cái thứ hai á, thì vì có lọc á, thì mới tạo được quang hợp và thoát đi được các cái dư thừa dinh dưỡng qua lá, cân bằng lại cái dinh dưỡng. Và nếu như mà có lọc quá hấp thụ á, thì nó sẽ được song phương được hai thứ, đó là vừa hoa và vừa dinh dưỡng cho cây. Còn với trường hợp bà con nghĩ kêu là không có lọc nó đậu, thì đó là đậu mới trái bằng ngón tay cái thôi, hoặc là trái bằng viên bi. Thì cái đó bà con đậu, nhưng bà con nghĩ nó sẽ đậu rất nhiều, nhưng cái đó là bà con chưa hiểu được cơ chế. Khi mà đậu sinh lý ngay đó thì chắc chắn nó sẽ rụng sinh lý rất nhiều, vì không có sung được lúc đó. Vì khi đó bắt đầu là cái sự dinh dưỡng nó cần rất là nhiều, nhưng mà khi mà dinh dưỡng cần nhiều á, thì bà con không có cái cơ quan nào, không có cái nụ lá nào để con phun thuốc vào đó, thì khiến cho cái lá sẽ rụng. Thì bà con kêu là không biết tự nhiên nó rụng cái đó, bà con nghi ngờ là do nước, do nấm, phun canxi bo thiếu thuốc chặn đọt. Vì nếu lúc đó không có ngọn non thì bà con phun thuốc vào đâu. Nên cái cơ chế đó là mình hướng dẫn và nói cho bà con biết để bà con đừng có lo lắng về cái việc này. Thì đúng như cơ chế, nếu cây bơ chúng ta không phát đọt non á, thì tỷ lệ đậu rất là cao. Nhưng mà có đọt non này bà con cũng đừng có lo lắng nha. Cái đó là mình clip này mình sẽ giải thích cho bà con về cái vấn đề này. Nên bà con đừng có lo lắng về cái này. Đối với những vườn và những nông dân đã sử dụng cái công thức ở bên trái cây Thơm Bù Lách hướng dẫn cho bà con ở những clip trước. Thì toàn bộ cái vườn này là vườn mình đi quay của vườn của anh Quý, và những cây hoa mình tư vấn tại vườn và đưa ra những công thức xác thực để cho anh phun làm sao cho có một cái vụ bơ nó hiệu quả và năng suất cao. Tại đây là toàn bộ vườn bơ của anh, thì mình nhìn vườn bơ này cũng rất là đẹp, rất là sung, 5 năm tuổi. Thì năm ngoái anh nói chỉ có 2 tấn thôi, rụng hết, không có trái nào hết. Thì năm nay anh cũng hy vọng là sẽ được mùa, vì năm nào hoa cũng rất là nhiều, năm nay cũng hoa rất là nhiều. Nhưng mình sẽ hướng dẫn cho anh Quý những cái phương pháp khắc phục xả nhị rụng hoa nhiều, rụng cánh nhiều, và những cái phương pháp chúng ta khắc phục sao cho nó hiệu quả. Thì toàn bộ cái vườn này á, thì anh chăm sóc cũng rất là tốt và xanh. Thì có một số cây nó bị nấm gốc, thì anh trồng cũng rất là dày. Thì qua đó mình cũng khuyên anh là những cây này mà nó bị nấm á, thì chúng ta thu trái hết năm nay và sau đó là chúng ta cưa bỏ, vì nó hiện trạng mà bơ nó bị bệnh rất là nhiều. Thì qua những chia sẻ thì vợ chồng của anh á, năm nào hoa cũng nhiều nhưng mà không có đậu. Có những năm á, thì ra trái lớn hạt đậu xanh, nghĩ là đậu rất nhiều, nhưng sau thời gian khoảng cỡ 1-2 tuần là rụng sinh lý hoàn toàn hết cây luôn.
Cái đó là cái mình chia sẻ cho bà con. Thì về cái vấn đề này là vấn đề phát độc non, thì công tác chuẩn bị cho vấn đề mà chuẩn bị xả nhị á, cho bà bút á, thì mình cũng sẽ tư vấn cho bà con là những giai đoạn nào xả nhị như thế nào và tốc độ xả nhị ảnh hưởng như thế nào đến với cây bà bút. Thì chỉ hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 2018, mình có ghi lại cái vườn của anh Quý. Thì sau cái thời gian này nó sẽ xả nhị, mình sẽ quay lại vườn kiểm tra bà con xem về trái và hoa như thế nào, để con có một cái niềm tin và một cái mong muốn vào cây bút của mình. Thì qua vườn này mình cũng có giải thích cho anh Quý và chồng của anh về hiện trạng mà bơ xả nhị phát đọt và lá xanh. Thì với những cây bơ mà lá nó xanh như thế này á, thì tỷ lệ đậu trái rất là cao. Thứ nhất là lượng mà thuốc chúng ta phun qua lá, hấp thụ hai mặt lá sẽ tập trung dinh dưỡng nuôi vào ho rất là nhiều. Cái đó là bà con chúng ta ai đều biết hết á. Ở toàn bộ vườn chuẩn bị xả nhị thì công tác chuẩn bị xả nhị mình sẽ thông báo cho bà con qua video hết để bà con nắm bắt được tình hình. Thì hiện tại là thời tiết của chúng ta đang rất là thuận lợi nên bà con chúng ta chú ý thăm vườn thường xuyên, kiểm tra các dấu hiệu của vườn. Thì sắp tới đây mình sẽ quay cho bà con xem những vườn mà tốc độ xả nhị khi chưa nở hoa mà đã rụng hết cuống hoa. Thì bà con không biết nguyên nhân nào thì lúc đó mình sẽ đưa cho bà con được những phương án mà khắc phục. Cái đó mình chia sẻ bà con. Thì đó bà con chú ý quan sát những cái cây bơ mình nói với bà con để bà con nắm rõ. Thì mình nói lại vấn đề là giữ ẩm nha. Nếu đối với những vườn mà có cây cỏ thì bà con vẫn để cỏ dưới cho mình nha. Để cho cỏ này là yếu tố rất quan trọng, nó là kênh trung gian giữa đất và rễ cây bơ. Nếu mà đào thải chất độc tố ra ngoài nhiều á thì cỏ sẽ là kênh trung gian, thì cỏ sẽ hấp thụ và cỏ chết trước, thì đó sẽ giải được một số độc tố cho cây bơ của chúng ta. Đó là mình nhắc nhở bà con về cây bơ búp. Thì đây vườn của anh Quý này nói chung là hoa rất là đều đẹp, nãy giờ mình quay bà con xem á. Thì dự đoán của mình chỉ tầm 15 đến 20 ngày là toàn bộ bơ búp đợt một sẽ xả nhị. Nếu thời tiết thuận lợi và không xảy ra vấn đề gì hết thì công tác năm nay mình khẳng định là sản lượng bơ búp tăng rất là nhiều, có thể tăng 1,8 lần so với năm 2017. Thì còn nếu mà thời tiết nó mưa thì mình cũng sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho bà con hết mình về công tác xử lý bơ búp vào thời điểm mưa để bà con hiệu quả hơn và không bị nấm bệnh sâu hại trên hoa của chúng ta. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, thì clip này mình cũng đã giải thích hiện trạng mà bơ búp phát đọt non khi chuẩn bị xả nhị để con nắm rõ được cái tình hình. Thì clip này nếu bà con nào có thắc mắc gì mà chưa hiểu rõ về cái vấn đề mà bơ búp nó xả nhị phát đọt non á, thì bà con có thể gọi số điện thoại dưới, mình sẽ tư vấn cho bà con hiểu rõ hơn vấn đề này. Mà mình cũng nhắc lại bà con không nên ngắt cái đoạn non ngay chỗ cái hoa bơ. Thì một số bà con chúng ta cứ nghĩ là ngắt là nó sẽ đậu, thì rõ ràng bà con ngắt nó sẽ đậu nhưng mà đậu ngay lúc đó nhưng về sau sẽ rụng. Đó là mình khẳng định là cái điều hầu như cây bơ nào cũng bị. Đó là đối với dòng bơ ghép nha. Còn với dòng bơ thường thì nó sẽ khác, thì mỗi cây có một đặc tính riêng. Với cái bơ thường thì hầu như nó đậu rất là nhiều, không có lá nó vẫn đậu. Thì đó là cơ chế của mỗi dòng bơ nó sẽ khác nhau. Còn đây là chúng ta là cây bơ búp. Thì qua clip này mình cũng quay hoa và cái thứ hai cũng hướng dẫn cho anh Quý là làm cành đào tán một số cây bơ vừa có hoa vừa có cành, thì chỉ là tạo sơ qua thôi. Thì cái vấn đề này là đang ra hoa là mình khuyên mà con không nên làm cành, vì nếu chúng ta làm cành sẽ mất đi lượng lá, lượng ngọn, lượng cây sẽ rất là nhiều. Nếu mà nó kèm theo hiện tượng mà rụng lá nữa thì bà con không có cái nơi nào để chúng ta phun thuốc để cho cây nó hấp thụ. Thì cái đó là mình khuyên và chia sẻ cho bà con. Thì đây toàn bộ là vườn của anh Quý, thì bà con cứ theo dõi hết clip thì mình quay về cái vườn bơ này cũng rất là đẹp, mình cũng rất là thích thú. Và chỉ hy vọng một điều đó là sau khi xử lý thuốc phân hóa mầm hoa chống rụng cuống và nấm khuẩn thì vườn bơ của anh sẽ đạt được một năng suất cao. Thì mình sẽ hẹn bà con xem lại clip này trong vòng 2 tháng tới sau khi vườn bơ đã xả nhị xong. Thì bà con đăng ký kênh nha và nhớ theo dõi tất cả vườn bơ ở bên trái cây thương vụ Lắc đang ghi hình lại để bà con theo dõi. Bà con